cô gái mang nhiều nỗi bất hạnh. Từ nhỏ, chiến tranh đã cướp mất cha mẹ tôi. Sau đó thì theo anh chị tôi vượt biên đến Úc và đã lớn lên nơi đây. Đời sống này của tôi hình như không có gì quý giá cả. Tôi không thích sống gần gũi người Việt Nam tại đây. Tôi không thích lối sống của họ. Và vậy, gần như tôi đã mất hết tất cả cái gì của Việt Nam trong tôi. Tôi chỉ thích sống gần gũi người Úc da trắng vì tôi thấy họ rất thoải mái và hào phóng. Rồi có một hôm, lại có một anh chàng Việt xuất hiện và làm cho tôi không thể nào quên được hình ảnh của anh ấy sau lần gặp gỡ đó. Thế rồi chúng tôi cũng có duyên lại gặp mặt nhau và đã từng có một thời gian vui vẻ với nhau. Tôi nghĩ có lẽ suốt đời này tôi không thể quên được những kỷ niệm đó. Kế đó chúng tôi lại quyết định tiến tới hôn nhân. Thì cũng trong thời gian này tôi lại phát hiện những chuyện lạ đã xảy ra. Được, tôi đã hiểu ý của chị. Thì tôi sẽ làm theo kế hoạch. Nè, đang làm gì trong đó vậy? Chuẩn bị xong chưa thì chị trễ giờ đó. Anh nè, cái bánh nó trên bàn là cho anh đó. Số mùi gì kỳ vậy? Em đừng nói với anh là em cho anh ăn đủ á hạn nha.
Nga.